Khả Như vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chương trình Giải Mã Tri Kỷ đã gặp được rất nhiều cặp đôi và mỗi người là một mảnh ghép tri kỷ thật là thú vị. Và qua chương trình chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ, về gia đình, về quan điểm, về suy nghĩ để chúng ta có thể tìm đâu đó những suy nghĩ để mình có thêm cẩm nang trong cuộc sống nữa nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, ca sĩ Huy Luân và MC Thanh Phương, xin mời. Chào Khánh Như, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Ở nhà khi mà theo dõi chương trình này thì Thanh Phương cảm thấy rất là xúc động với những cặp vợ chồng, rồi mẹ con, rồi những cặp bạn bè. Có thể là trong cuộc sống hàng ngày có những điều mình chưa thể nào mình hiểu hết được. Mặc dù mình nghĩ đó là tri kỷ của mình đó, nhưng vẫn có những cái góc khuất, những cái uẩn khuất nào đó. Thì mong rằng với chương trình Giải Mã Tri Kỷ này thì sẽ hiểu thêm được những cái góc khuất giữa hai vợ chồng có những cái kẻ nào mà mình chưa biết được hay không. Rồi em đã trám cái kẻ lại cho chị. Thế còn anh? Lần đầu tiên thì chào Khá Như cũng như chào quý vị khán giả. Phải nói là 10 năm rồi thì mình cũng nghĩ là mình hiểu vợ đó. Nhưng mà thiệt ra thì cứ lâu lâu thì mình lại có một cuộc cãi lộn mà mình chợt nhận ra là thì sao đời sống vợ chồng là phải liên tục cải thiện bản thân mình để cho mình phù hợp với cái đối phương của mình hơn. Và Huy Luân nghĩ thì cho tới lúc cuối đời 50-60 tuổi thì chắc hai vợ chồng cũng không thể nào hiểu nhau 100% được đâu. Nhưng mà hy vọng thì con số nó sẽ tăng lên từng ngày. Chưa gì trơn mà vợ chồng rào trước đón sau với chương trình quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, chương trình sẽ mang đến cho hai người những cái bản trắc nghiệm thiệt là hay để mình biết là mình hiểu như thế nào. Và qua đó chúng ta sẽ nhận ra là chúng ta đã bỏ sót điều gì trong cuộc sống của mình, trong hôn nhân và cả trong gia đình của mình nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần xin chào. Bây giờ cưới nhau được 10 năm rồi mà người ta nói thường cái lúc mới yêu á nó khác, rồi cái lúc mà hôn nhân á nó khác. Vậy thì có thể kể cho em nghe được sự trải nghiệm của gia đình của mình á, là làm thế nào để giữ lửa 10 năm mà chúng ta vẫn còn mặn nồng bên nhau. Nói về chuyện giữ lửa trong hôn nhân, trong tình yêu thì cái quy tắc của hai vợ chồng khi mà ở bên cạnh nhau, mình không nói gì đến xa xôi tương lai hết, chỉ mỗi ngày vun đắp cái tình cảm đó cho nhau thôi. Vun đắp bằng những cách như là cùng đi du lịch với nhau, cùng những trải nghiệm mới, tìm những cảm xúc mới, như một cái món ăn đơn giản ngày hôm nay vợ làm cho gia đình một cái món ăn mới, hoặc đi xem một cái bộ phim. Đó là những cách mà hai vợ chồng nuôi dưỡng tình yêu trong suốt 10 năm vừa qua. Và mình không dám nghĩ gì đến tương lai xa xôi hay một cái lời hứa hẹn gì hết. Chỉ biết rằng mỗi ngày mình cố gắng để mình vun đắp cái tình cảm đó. Cái thuở ban đầu mà bây giờ mình nhớ lại mà thời mà mới cưới. Nói tới cái chuyện đi du lịch đó thì nó là cả một cái vấn đề. Tại vì trước đây lúc mà trước khi cưới thì anh là một người không thích đi du lịch. Hầu như là mình chỉ thích quanh quanh ở những cái nơi quen thuộc ở của mình thôi. Và đó cũng là một cái đấu tranh của hai vợ chồng đó. Tại vì có lúc thì Phương thích đi còn anh lại không thích đi đó. Qua một thời gian thì mình mới hiểu là muốn vun đắp cho nhau thì mình phải biết thỏa mãn cái sở thích của nhau nữa. Cái đó là một cái rất cực kỳ quan trọng. Dần dần thì mình lại thích đưa bà xã đi du lịch hơn, và nó tạo thành một cái thói quen. Đôi khi mình phải bớt cái tôi của mình xuống để mà mình tạo cái niềm vui chung cho cả nhà, thì dần dần nó tạo thành một cái thói quen riêng của mình luôn nữa. Thì đó cũng là một cái mà mình nên học hỏi. Ai cũng thích là cuộc đời mình màu hồng hết á. Vậy có bao giờ mà thấy cảm thấy chạnh lòng, chị Phương có bao giờ cảm thấy chạnh lòng khi mà mình không có cái cảm giác đầu tiên nữa không? Tại vì phụ nữ lúc nào đầu tiên cũng được cưng chiều hết trơn á. Rồi một ngày đẹp trời thì tự nhiên cái cảm xúc gia đình đó, nó cứ lấn áp mọi thứ, rồi công việc bề bộn, rồi con cái, tự nhiên cái mọi thứ nó cứ chênh vênh á. Có bao giờ chị cảm thấy tủi thân? Cái cảm giác đó thì phải nói là ở trong cái giai đoạn đầu của hôn nhân, khi mà mới cưới nhau là cứ cãi nhau suốt. Và cái đỉnh điểm là Phương quyết định là thôi, nếu bây giờ cứ cãi vã nhau như thế này á thì cái cuộc hôn nhân á mình cảm thấy nó không trọn vẹn, không hạnh phúc. Thì em xin phép bố mẹ, em xin phép anh là em về với lại gia đình bên nhà em. Chắc cũng khoảng 2 tuần anh ha. Không, thì 1 tuần thôi. 1 tuần à. Và sau cái lần lớn chuyện đó đó thì cả hai hiểu nhau hơn. Và giảm bớt được cái tôi của bản thân mỗi người xuống. Rồi có em bé,
Đó, cái đó là có món quà của tình yêu đó. Mình thấy là mình được yêu chiều hơn khoảng thời gian trước đây. Nghĩa là nó có từng giai đoạn đầu tiên là yêu nhau là rất là yêu chiều ha. Sau khi cưới về khoảng một năm đầu thì có những cái thay đổi, có những cái không hiểu nhau, mình cảm thấy mình lạc lõng, mình bị bỏ rơi, vân vân. Nhưng mà sau đến khi giai đoạn mà khó khăn đó vượt qua được rồi, có con thì ảnh lại biết thương hơn và trân trọng vợ con nhiều hơn. Qua cái sự việc này thì anh thấy một cái vấn đề là các cặp vợ chồng trẻ nên ra ở riêng ngay từ đầu. Tại vì nên ra ở riêng ngay từ đầu. Đúng rồi. À, người ta hay nói là ví dụ như cặp vợ chồng trẻ mà ở riêng dễ chia tay lắm. Phải ở với phụ huynh để phụ huynh kèm cặp, phụ huynh coi như thế nào, phụ huynh chăm sóc đốc vô đốc ra. Không phải đâu Như. Tại không, vì khi mà mà ở trong gia đình mà có bố mẹ chồng á, nhiều khi á mình á giận chồng, mình không muốn dám nói. Không dám nói. Mình muốn giận quá, mình muốn cãi nhau. Tại nhiều khi mình nói ra được cái uẩn khuất trong lòng của mình giận cái điều gì ở anh ấy, mình phải nói ra được hết thì mình được giải tỏa. Còn lần này mình cứ nén xuống, mình sợ phiền ba mẹ, ba mẹ đi làm về mệt nghỉ ngơi, đã dậy rồi con cái ở nhà còn quậy nữa, còn lớn tiếng cãi vã nhau. Mình cứ nén cái cảm xúc đó xuống. Mình không muốn làm phiền những người lớn ở trong gia đình. Thì tự nhiên chồng cũng không hiểu mình tại sao tự nhiên cái thái độ về nhà mặt đóng vậy. Vợ cũng không hiểu được chồng. Đó, thì cái mâu thuẫn nó ngày càng nó đầy lên mà mình không giải tỏa được. Đó là lý do mà cặp đôi là nên ở riêng đi. Đúng không cái anh? Đó là, cái đó là rút kinh nghiệm bản thân, đúng không? Đây là một cái kinh nghiệm nữa. Vợ chồng son là nên ở riêng để tìm hiểu nhau. Tại vì sau hôn nhân là chắc chắn sẽ có một cái tìm hiểu nữa. Đúng không ạ? Chứ không phải là hiểu nhau rồi mới cưới, đúng không ạ? Tại vì á, nếu mà thời gian đầu mà nếu mà ở chung với ba mẹ, nó sẽ tạo ra một cái áp lực vô hình, khiến cho cái người con dâu họ không có thể hiện được tất cả những tính cách của họ. Họ phải bắt đầu họ dồn nén lại. Họ chỉ dám nói những cái gì mà cảm thấy có thể đẹp lòng chồng hoặc là ba mẹ chồng. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái sự bất công ngay từ đầu cho người về làm dâu. Cái đó là điều anh qua những cái năm anh nhận thấy là như vậy. Thường thì vợ làm MC mà chồng làm ca sĩ, rồi mẹ làm diễn viên, một cái gia đình hoạt động nghệ thuật như vậy á, có cái áp lực nào đó riêng cho bản thân mình không? Không, anh nghĩ đó là may mắn đó chứ. Đó là may mắn hả? Tại vì cái công việc của tất cả mọi người đều có thể liên hệ và connect với nhau hết. Cho nên sẽ hiểu nhau nhiều hơn, có nhiều chuyện để nói với nhau hơn chứ. Em cũng thấy là khá là hay ho khi mà gia đình của mình là những người hoạt động nghệ thuật. Mà thường những người hoạt động nghệ thuật đó, họ sẽ có những cái nhạy cảm, những cái rất là hay. Ta gọi là cái nhịp á, đồng điệu với nhau á, rất là hay, dễ hiểu nhau nhiều hơn nữa. Mà hai người lại trải qua rất là nhiều khó khăn. Cả lúc đầu là em nghĩ là xém chia tay luôn, đúng không ạ? Tại vì nó mà dọn nhà đi là cái chuyện nó dễ đứt lắm. Nếu mà chàng trai mà không biết hàn gắn, mà cô gái không biết mở lòng, mà phụ huynh không biết thứ tha là cái đó là tiêu luôn. Mà đã trở lại với nhau thì chắc chắn là cũng đã hiểu nhau được khá nhiều rồi. Còn bây giờ mình nhắc nhẹ lại để coi ta đã hiểu nhau như thế nào ha. Chúng ta đã quan tâm nhau nhiều chưa hay là bỏ quên gì trong cuộc sống rồi? Chúng ta hãy cùng đến với phần thách thức. Xin mời. Ở phần thách thức này á, là mỗi người có một cái bảng và trong đó mọi người sẽ viết câu trả lời khi mà Như đọc câu hỏi cho anh chị. Nếu như mà anh chị trả lời được 7 trên 10 câu hỏi thì anh chị thắng. Còn nếu như mà trả lời dưới 7 thì anh chị thua. Anh chị thua sẽ bị một hình phạt của chương trình. Còn nếu như mà anh chị thắng thì phần thưởng dành cho anh chị đó là hình phạt của MC. MC sẽ bị phạt á, khổ lắm, nên anh chị ráng thua giùm em, khổ quá. Và 10 câu hỏi bắt đầu. Trang phục ưa thích của Thanh Phương mỗi khi ra đường. Kết quả là đầm váy. Hay ghê luôn. Câu hỏi số 2. Huy Luân thường có thói quen gì vào mỗi buổi tối? Kết quả đi hát, coi tivi. Ôi trời ơi, hệt quá. Thói quen mà. Ủa phải không? Thường hay làm buổi tối là đi hát. Cái đó đi hát là công việc, còn đây là thói quen mà. Hỏi thói quen của người ta mà đi hát mà thói quen rồi. Ai biết là cứ tối là anh đi hát rồi đến khi anh về là em với con ngủ rồi. Trời, hỏi thói quen mà. Câu số 3. Suri nói được con yêu mẹ lúc mấy tuổi? Kết quả là 2 tuổi, 4 tuổi, tuyệt vời. Sao nữa? 2 tuổi. Câu số 4. Khi ghen Thanh Phương thường có hành động gì? Trả lời nhanh nè. Không ghen, không nói, nhăn mặt. Có đâu. Rồi câu số 5. Dòng nhạc nào mà Huy Luân hát mà Thanh Phương thích nghe nhất?
dòng nhạc hả? Dòng nhạc. Kết quả trữ tình hay. Cái này mà sai nữa thôi luôn á. Lúc chưa kết hôn, cả hai hay hẹn hò ở đâu nhất? Kết quả là xem phim ăn ốc. Wow. Cả hai nè. Thời điểm khó khăn nhất của hai vợ chồng là khi nào? Cái này em biết rồi. Dễ mà. Kết quả mới cưới một năm gì? Một năm đầu. Một năm đầu, dạ. Anh viết chữ bác sĩ quá. Anh biết mà. Cũng đúng ha, rồi. Thanh Phương muốn thay đổi điều gì ở chồng? Kết quả là đừng ăn cơm tắm bụi mỗi sáng nữa, nói ít. Rồi, tiếp theo. Huy Luân thích được nghe vợ nói câu gì nhất? Anh Luân thích được nghe Phương nói câu gì nhất? Kết quả là Chưa, để suy nghĩ. Rồi. Kết quả là về cẩn thận. Bất cứ câu nào có chồng yêu. Ủa, anh cũng thích sớm như vậy hả? Tiếp theo, môn nữ công gia chánh nào Thanh Phương thành thạo nhất? Dạ không có cái nào trọng hết thì ghi gì. Trời ơi. Có ghi không có anh? Đỡ lòng nào. Rồi. 10 năm đó. Thay ra kết quả là nấu ăn tuyệt vời, đã trúng rồi. Mừng ghê á. Hai người đã trả lời được 4 trên 10 câu hỏi. Xin chúc mừng. Mừng quá, được 4 câu. 4 trên 10 câu thì chứng tỏ là đã thua rồi đó. Và hình phạt dành cho hai người đó là cái này đơn giản nhất trong chương trình này luôn á. Chương trình rất là yêu quý hai người. Hai người, một người là MC, một người là ca sĩ, đúng không? Bây giờ vợ chồng với nhau người ta gọi là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. À, anh Luân sẽ là MC, sẽ giới thiệu ra nữ ca sĩ Thanh Phương sẽ trình bày một ca khúc. Và tiết mục xin được phép bắt đầu. Trời ơi, xí như rồi. Sao? Cho hát chung đi. Trời ơi, thử thách ảnh dễ quá. Ca sĩ trước khi ra sân khấu là cũng phải nói xong mới hát. Thì bây giờ kêu ảnh nói thì quá dễ rồi. Hát chung. Thôi miễn sao chị có hát là được, không sao hết á. Em là đúng rồi. Em dễ thương lắm nên ai muốn gì cũng được chứ. Đó, hát chung đi anh. Rồi, ok. À, kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì cùng với vợ là MC Thanh Phương thì Luân xin được mời vị cùng nghe nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ muôn đêm trăng đầu tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cao quá à. Ca sĩ bắt tông cao quá à. Sao mà xuống đi chị. Sao mà MC mà mình phải ca sĩ đâu. Tinh tú trời cao làm vương miền xa, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương với. Thấy chưa, bị chơi lại. Đây mới là thử thách nè. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thôi tới đây được rồi Như. Có một bài mà hát ba tay. Bài hát mà đưa hai vợ chồng xuống như là cái tiện tin đồ ha. Nhưng mà hay rồi. Nói chung là anh hát cũng hay, chị hát cũng hay, làm cho em cảm thấy rất là hân hoan. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với góc soi mói. Em cảm thấy được cái sự kỹ tính ở trong con người của hai người. Thì khi mà ở chung với nhau thế nào cũng sẽ có những cái điều mà cảm thấy rất là bực bội luôn á. Và thường á thì khi mà anh làm gì cho chị bực là chị bực nhất. Cái tính nào làm cho chị cảm thấy bực bội nhất? À, cái tính khó thay đổi. Ảnh mà thích cái gì rồi á là ảnh cứ quyết chí làm theo cho bằng được. Nói đi nói lại một cái vấn đề thì lúc nào nó cũng có hai mặt của vấn đề hết. Mấy người vậy chung thủy đó Như.
Thiệt không? Thích người nào hoài, thích hoài, không thay đổi. Thôi, nhiều khi với đồ ăn hay là với cái sở thích người ta như vậy, nhưng mà với con người ta khác là sao? 10 năm rồi chắc... Cũng đủ đo đạt về cái chuyện chung thủy rồi đúng không? Đừng nói trước điều gì đúng không? Đừng đặt áp lực cho anh. Thôi để coi như đó là cái niềm tin của em đi, anh đừng đụng vô niềm tin của em. Okay. Bây giờ cái cặp đôi mà 10 năm mà yêu nhau như thế này thì chắc chắn quý vị khán giả sẽ có những câu hỏi dành riêng. Tại vì sẽ mang về cho mình nhiều cái kinh nghiệm, bây giờ sẽ là một phần dành cho khán giả. Giao lưu với khán giả nha. Dạ em có câu hỏi tế nhị là từ khi về làm dâu chị có lần nào mâu thuẫn với mẹ chồng không ạ? Thật sự trong cuộc sống gia đình, ngay cả bản thân Phương với lại mẹ ruột của mình cũng có những lúc mình bất đồng quan điểm. Và mình với mẹ ruột thì mình hay dễ bộc lộ ra lắm, mình dễ dàng mình bộc lộ ra. Nhưng với mẹ chồng thì không hiểu sao tự nhiên mình kìm cái đó lại lắm, mình rất ít hoặc là không có thể hiện ra. Mà được cái là mẹ rất là tinh tế, mẹ biết cái vấn đề đó là mình đang có cái khúc mắc gì đó và mẹ sẽ tránh không để việc chuyện đó xảy ra. Và mẹ thường sẽ nói một câu gợi mở như thế này, đó là ý của con sao đó, con có thể cho mẹ biết, chứ không phải là áp đặt theo những kiểu khác. Ví dụ con phải làm theo ý mẹ như vậy thì không, mẹ xuống lúc nào ý của con sao, con có thể nói cho mẹ biết được không. Thôi cô thì thôi cả một trời tâm lý rồi, thật sự luôn. Mà ở chung với một cái người phụ nữ tâm lý vậy nhiều khi mình cũng áp lực. Đúng, như nói đúng, mình bản thân của mình cảm thấy áp lực. Áp lực bởi cái lời ăn tiếng nói của mình như đúng thế rồi, nào mình tại phải... vì mẹ quá khéo, mẹ quá ư là mà một người phụ nữ hoàn hảo, thì buộc lòng mình là con dâu của mẹ, mình cũng phải học được ở mẹ một điều gì đó. Chính vì điều đó mình luôn đưa mình vào một cái khuôn khổ, một cái khuôn phép mà nó không phải là con người thật của mình. Đó, mình cảm giác như thế mà mình không được bộc lộ ra. Nhưng đến khi sống riêng thì hai vợ chồng á, lúc đó là được bộc lộ nhau nhiều hơn. Thì hai vợ chồng được giải tỏa. Còn trong gia đình thì lúc nào mình cũng nói vợ là phải nhường nhịn chồng, phải như mẹ, rồi phải khéo léo, rồi phải đủ thứ hết. Đó, chính vì điều đó thì ban nãy anh Lương cũng có nói á, cũng làm cho người con dâu cảm thấy là mình không được là thoải mái. Em trò chuyện với anh chị em phát hiện ra anh chị cũng có rất là nhiều điều mà dài năm mới phát hiện, ở với nhau nhiều mới phát hiện, thì chắc chắn là đã trải qua rất là nhiều lỗi lầm với nhau. Mà ở được với nhau đến 10 năm mà vẫn còn mặn nồng tha thiết, mà vẫn còn yêu nhau như thuở ban đầu thì cái đó là một cái điều rất là đáng quý. Tuy nhiên sẽ có những cái lần mà cảm thấy cần lắm một lời xin lỗi, thay vì cứ bù đắp theo cái chuyện mà bỏ qua đi, có con rồi thôi bỏ qua đi, cái vợ chồng hay bị cán đáng nhau cái chuyện đó, thì em nghĩ là thôi có thời gian thì dành cho nhau lời xin lỗi, cảm ơn cho nó dễ thương chút xíu nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần xin lỗi và cảm ơn. Có lẽ đầu tiên thì Huy Luân sẽ gửi tới một lời xin lỗi đối với bà xã của mình. Cái đầu tiên là khoảng thời gian lúc mà Thanh Phương mới về làm dâu trong nhà thì Huy Luân đã bỏ qua cái cảm xúc của bà xã. Và mình chỉ làm những cái gì mà mình cảm thấy mình vui, mình thích, mình làm. Và quên đi là cái nỗi áp lực của một người về làm dâu trong gia đình của một gia đình cũng nghệ sĩ nổi tiếng. Đó là lời xin lỗi thứ nhất. Lời xin lỗi thứ hai, trong một cái lần mà Thanh Phương đi diễn ở Quy Nhơn á, thì trước đó 2 ngày thì Thanh Phương sốt rất là cao. Bà xã sốt 38-39 độ liên tục trong vòng 2-3 ngày. Thì mình cứ nghĩ là một cái cơn sốt siêu vi bình thường thôi, mình vẫn chăm cho bà xã ăn cháo và uống thuốc. Mà bà xã thì là một người rất là tham công thiết việc, hầu như là tất cả mọi thứ bà xã đều muốn làm tròn tất cả mọi thứ. Thì sau đó cái ngày thứ 3 thì cái cơn sốt nó bớt, bà xã vẫn bay đi Quy Nhơn làm và cũng có nhắn tin nói là em mệt quá anh ơi, chắc là em làm chút xíu rồi em đi vô. Thì mình cũng lo lắm, cũng lo rất nhiều. Thì sau đó thì cũng may mắn là bà xã cũng ráng lên máy bay và về tới thành phố. Thì ngay lúc đó thì Huy Luân mới chở bà xã đi khám liền, thì mới biết là bị sốt xuất huyết. Nếu mà lỡ mà ngay cái lúc đó mà ở một nơi xa lạ, không có ai ở bên cạnh hết, mà lỡ mà cái cơn sốt xuất huyết nó đổ nặng lên thì là một cái hối hận rất lớn trong cuộc đời của Huy Luân.
Thì đó là những cái lời xin lỗi Luân muốn gửi cho bà xã. Và mong là bà xã hãy tha lỗi cho mình. Và tự bản thân trong lòng Huy Luân hứa mình sẽ không bao giờ bỏ rơi bà xã nữa. Dù có bất cứ chuyện gì thì mình cũng sẽ ở bên cạnh bà xã hết. Có những lúc bà xã cần đi xa thì dù Huy Luân có bận xô như thế nào thì mình cũng sẽ bỏ hết tất cả mà để ở bên cạnh. Và xin cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh. Khi nghe những lời này của anh thì em thật sự rất là bất ngờ. Em chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của anh hết. Bởi vì tuổi trẻ mà, chắc chắn sẽ có những sai lầm, có những cái sở thích, nhất là đối với đàn ông nữa thì sẽ có những cái sở thích. Và em cũng cảm ơn anh rất nhiều khi mà anh đã bỏ qua hết tất cả những cái sở thích của bản thân của mình để vì em, vì con. Với người nghệ sĩ thì thường là cái sự xuất hiện của họ lúc nào cũng hào nhoáng ở trên sân khấu, với sự tung hô của khán giả ở phía dưới. Mỗi lần anh đứng trên sân khấu, được sự yêu thương của khán giả, em biết là anh rất là hạnh phúc. Nhưng anh sẵn sàng, anh bỏ những cái buổi đi hát để hộ tống em đi làm. Lúc đó em cũng không hiểu lý do vì sao. Tại vì em nhớ là hồi đó anh nói cái đi hát là cái niềm đam mê, cái hạnh phúc của anh mỗi tối chỉ cần đứng trên sân khấu thôi là anh cảm thấy anh rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà mấy năm gần đây em thấy là anh sẵn sàng bỏ cái chuyện đi hát đó để hộ tống em đi làm, dù là em đi trong tỉnh hay là ở một cái nơi xa nào đó, thậm chí nước ngoài, anh cũng bỏ hết mọi việc để đi cùng với lại em. Thì bây giờ em đã hiểu được lý do. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nhờ chương trình mà Phương hiểu được lý do vì sao anh lại có sự thay đổi rất lớn như vậy. Và em cảm ơn rất nhiều về sự thay đổi đó của anh. Từ một người ca sĩ, anh có thể từ bỏ những cái hào quang, những cái niềm đam mê yêu thích ở trên sân khấu, bỏ những cái buổi đi hát, đi diễn đó để cùng đồng hành với em, là tài xế cho em, là người chụp hình, là người xách đồ. Và cuối cùng em muốn nói là cảm ơn cuộc đời. Dù tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều những sai lầm, nhưng mà chúng ta đã không để mất nhau. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Một lần nữa Khả Như cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Diễn viên Vũ Ngọc Ánh và diễn viên Anh Tài. Mỗi lần mà ổng mà gọi điện thoại lại cho Ánh mà đều như năn nỉ á, là lúc nào hai đứa nói chuyện tới sáng 10 giờ tối mà nói lúc nào đến 5 giờ sáng mà kiểu như mệt quá, thôi mệt quá ngủ đi mai tính, mệt quá rồi 5 giờ sáng rồi, cái thôi ngủ dậy cái quen lại luôn.